À, xin chào mọi người, chúc mọi người ngày mới có nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Theo âm lịch, hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Hợi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu và hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nham Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỵ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Vài ngủ hành ngủ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày tan hỏi tức can sinh chi nghĩa là kim sinh thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thoa xuyến kim kỵ tuổi ất tỵ kỵ tỵ ngày thủ hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khác trong ngày tuổi ất tỵ kỷ tỵ ất hợi tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tụng sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là về cầu phúc tế tử sao ngụ phú tốt mọi việc sao u vi tinh tốt mọi việc sao lục hợp tốt mọi việc sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát kỵ về xuất hành cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hà khôi, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao câu trận, kỵ về an táng, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao cậu giáo, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng tây nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Với bạn tuổi Tý đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh, cho nên công việc của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này gặp không ít trục trặc, do họa tiểu nhân quấy phá. Có những công việc bạn đã mất công gây dựng nhưng lại bị kẻ khác phá hoại, buộc mình phải làm lại từ đầu. Do đó, với bà tuổi Tý nên thật phải thận trọng khi kết giao với những người khác trong ngày hôm nay. Không phải điều gì nhìn từ bên ngoài cũng hiện rõ bản chất bên trong và cẩn thận thì không bao giờ là thừa cả. Ngày này với bà tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng. Với bà tuổi Tý cần phải cải thiện khả năng thích ứng của mình trong những tình huống bất ngờ xảy ra. Cuộc sống đâu nối trước được điều gì, bạn tuổi tí phải chấp nhận rằng có những thứ sẽ không tuân theo kế hoạch hay là suy nghĩ của mình. Ngày này, bạn tuổi tí lại đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hội. Nhắc nhở bạn tuổi tí, đừng quên hôm nay là một ngày hãy dành cho nửa kia cũng đang rất mong chờ những lời yêu thương ngọt ngào của bạn. Bạn nên dành cho nửa kia có những sự bất ngờ hoặc đơn giản là một buổi tối ở bên nửa kia để hâm nóng lại tình cảm của cả hai người. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim sinh năm 84, công việc gặp trục trặc do có họa tiểu nhân quấy phá. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy sinh năm 96, nhiều việc phải mất công làm lại từ đầu. Từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa sinh năm 1948, cẩn trọng khi kết giao với người khác, tử vi tuổi canh tí, thuộc thổ, sinh năm 1960, à, nên cải thiện khả năng thích ứng của bản thân, tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mộc, sinh năm 1972, đừng quên hâm nóng tình cảm với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ năm, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh mang đến cho bạn tuổi sửu có được những vận may không nhỏ về con đường tài lộc đến với mình bạn tuổi sửu có thể tìm được những đối tác tiềm năng ký kết thành công các hợp đồng hứa hẹn thu về khoản lợi khả quan cho bạn Tuy nhiên, với bạn tuổi xỉu, bạn mệnh cũng đừng vì thấy mọi chuyện xôn xỉa mà sinh ra chủ quan quá mức. Trong sự tin tưởng vẫn cần phải giữ lại một chút để đề phòng, cân nhắc kỹ để tránh tình huống xấu nhất, bị lừa gạt, chẳng hề, hay biết. Ngày này với bạn tuổi xỉu cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc dự báo cái chuyện tình cảm của bạn đang có dấu hiệu bị giả nứt có thể là do bất hòa với người thân hoặc cũng có thể xảy ra cãi vã với nửa kia mọi việc đều có thể giải quyết khi hai bên cố gắng nhận nhịn đặt bản thân mình vào vị trí của người kia và dù sao hôm nay đừng có để cho bất đồng ảnh hưởng tới mối quan hệ của cả hai người vài từ vi tuổi ất sửu à, thuộc kim sinh năm 85 có vận may về tài lộc tiền bạc rụng rỉnh tử vi tuổi đinh sửu thuộc họ sinh năm 97 tìm được đối tác tiềm năng ký kết hợp đồng thành công tử vi tuổi kỷ sửu thuộc họ sinh năm 1949 không nên chủ quan khi thấy mọi chuyện quá suôn sẻ tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ sinh năm 1961 tình cảm có dấu hiệu bị rạn nứt tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, sinh năm 1973, nên cố gắng nhận nhịn và đặt mình vào vị trí của người kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1. Số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tỵ tuổi tý từ vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy bà tuổi dần đang gặp được ngày có lục hợp xuất hiện đây là dấu hiệu thuận lợi để bản mệnh hàn gắn các mối quan hệ rạn dạ nứt từ trước của mình. Đối với những bạn đã có gia đình hay là đã có nửa kia, tình cảm được suôn sẻ hơn hẳn, giúp cho bạn tự dần luôn vui vẻ và hạnh phúc và có thêm động lực để cố gắng hơn trong công việc. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy cho mình cơ hội để tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh cô đơn hay là tủi thân trong những ngày như thế này để đốn lòng, mở lòng đón nhận tình yêu hôm nay với bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình nhờ đó mà bạn mệnh sẽ nhận được sự công nhận của cấp trên tạo đà phát triển thuận lợi trong tương lai ngũ hành tương sinh còn mang đến cho bạn tuổi dần có thể có được một thể chất tuyệt vời thoải mái theo đuổi những mục tiêu của mình đó là nhờ quá trình rèn luyện sức khỏe chăm chỉ của bạn từ trước đó về từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy sinh năm 74 các mối quan hệ giản nứt được hàn gắn nhanh chóng từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa sinh năm 86 gia đình êm ấm thuận hòa tạo động lực để cho bạn cố gắng hơn từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ sinh năm 98 người quản độc thân đào hoa vượng sắc sẽ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp từ vi tuổi canh dần thuộc mộc sinh năm 2010, có được cơ hội thể hiện năng lực, được cấp trên công nhận. Tử vi tuổi, nhâm dần, thuộc kim, sinh năm 1962, sức khỏe ổn định để theo đuổi mục tiêu của mình. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu đen quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cho nên, hôm nay đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể nhận được những lời mời tham gia các cuộc tụ tập hoặc là gặp gỡ những người bạn mới. Với bạn tuổi Mão, đừng có bỏ lỡ cơ hội bởi đây là thời điểm rất tốt để cho bạn có thể tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm. Vì thế, bạn tuổi mão đừng quên chăm chút thêm cho ngoại hình của mình. Điều đó thực sự cần thiết để cho bạn tạo được thiện cảm ban đầu với đối phương. Hơn nữa, bạn có sự chuẩn bị chín chu từ đầu cũng tăng thêm sự tự tin cho bản thân mình nữa. Ngày này với bạn tuổi mão cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh mang đến cho bạn có những ý tưởng hay ho và độc đáo, nhưng hãy nhớ là không phải điều gì cũng có thể thực hiện ngay mà không màn tới tính khả thi của nó, bạn cần phải cố gắng chọn lọc và thử áp dụng vào thực tế, dần xem đã ngày hôm nay với bạn tuổi mão nên hạn chế sự liều lĩnh mạo hiểm nhất là những chuyện liên quan tới tài chính tiền bạc vốn chẳng hề dễ dàng khi kiếm được đừng vì một chút bốc đồng mà đánh đổ hết công sức của mình đã bỏ ra về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy sinh năm 1975 đối với những bạn đang còn độc thân có cơ hội tìm kiếm một nửa thích hợp từ vi tuổi đinh mão thuộc họ sinh năm 87 nên chăm chút cho ngoại hình để tạo được thiện cảm ban đầu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ sinh năm 99 có nhiều ý tưởng độc đáo nhưng không phải điều nào cũng khả thi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc sinh năm 2011 hay là 1951 nên hạn chế liều lĩnh để tránh rủi ro. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim sinh năm 1963 kiếm tiền không dễ hãy biết quý trọng. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn phải trải qua một ngày căng thẳng như dây đàn để xử lý những phiền phức trong công việc do tác động của thương quan gây ra nguyên nhân cũng là do bạn thiếu đi sự tập trung cần thiết để những chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc của mình Do đó với bạn tuổi Thìn rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Ngay cả những vấn đề đơn giản nhất cũng không giải quyết một cách êm đẹp và bạn tuổi Thìn không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì có thể sẽ phải hối tiếc vì sau này. Và ngày này với bạn tuổi Thìn, bản mệnh cũng cần phải học cách kiềm chế cảm xúc đừng có lúc nào cũng để cho người ấy phải chịu tổn thương và buồn phiền như thế, tình cảm có thể lớn lên với điều kiện được dày công vun đắp theo ngày tháng. Ngày này với bạn tuổi thìn, nhân thần ở ngốn chân, vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở vị trí này. Về từ vi tuổi giáp thìn, thuộc họ sinh năm 64, đau đầu tìm cách giải quyết những rắc rối trong công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ sinh năm 76 cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc sinh năm 88 dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng do thiếu đi sự tập trung tử vi tuổi canh thìn thuộc kim sinh năm 2000 và 1940 cần phải học cách kiềm chế cảm xúc suy nghĩ cho cảm xúc của đối phương từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy sinh năm 2012 hoặc là 1952 không va chạm và châm chích ở ngón chân. Và đánh giá của bà Tử Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi dậu tuổi thân tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này khiến cho bà tuổi tỵ phải đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm của mình bà tuổi tỵ không nhận ra mình sai ở đâu mà đối phương cứ liên tục chỉ trích làm cho bạn cảm thấy khó chịu cả hai khó mà có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng. Dù bạn đã cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu đi nữa, thái độ thiếu hợp tác của nửa kia khiến cho bạn cảm thấy thất vọng nhiều. Nhất là trong ngày hôm nay, cứ ngỡ cả, cả hai sẽ có được một ngày ngọt ngào, nhưng mọi chuyện lại dở lỡ như vậy không chỉ trong chuyện tình cảm của bạn tuổi tỵ ngày hôm nay chẳng được như ý muốn con đường tài lộc của bạn không được khả quan cho lắm do đang có sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh túi tiền của bạn càng ngày càng vơi đi một cách đáng báo động bạn mệnh tuổi tỵ cần phải xem xét lại chế độ chi tiêu của mình sao cho hợp lý hơn và ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành những công việc như sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ sinh năm 65, tranh cãi với nửa kia, mối quan hệ giả nứt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sinh năm 77 không thể bình tĩnh nói chuyện để hóa giải những mâu thuẫn từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc sinh năm 89 thất vọng vì thái độ của nửa kia từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim sinh năm 2000 lửa mà lĩa một đường tài lộc ảm đạm túi tiền càng ngày càng vơi từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sinh năm 2011 cần phải xem xét lại chế độ chi tiêu hợp lý hơn và đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có tỷ kim ngáng trở, cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ dễ dạ phải đối diện với rắc rối trong công việc. Do nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp, cả hai đều có quan điểm riêng của mình và chẳng ai chịu thỏa hiệp cả. Đôi khi, những thứ mình nghĩ là phù hợp lại không ổn thỏa trong mắt người khác. Những lúc như vậy, bà tử ngọa cần phải xử lý vấn đề khéo léo, thay vì cứ khăng khăng bướng bỉnh làm theo ý của mình, sẽ đánh mất đi hòa khí chung. Ngày này với bà tử ngọ, nếu như bạn vẫn quyên quyết với ý kiến của mình, bạn cần chỉ ra những điểm thích hợp và mặt tốt trong đó để cố tăng thêm tính thuyết phục cho mọi người, đặc biệt là nên biết dừng lại, im lặng đúng lúc sẽ làm tăng thêm giá trị của bạn hơn. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn tử ngọ trong ngày này, đối với các cặp đôi có thể sẽ đối mặt với nhiều biến động trong chuyện tình cảm, có khi sự xuất hiện của người thứ ba nữa. Nếu tình cảm không đủ bền vững thì sẽ rất dễ lung lay, thay đổi. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim sinh năm 2014 hoặc là 1954. Mâu thuận với đồng nghiệp làm giảm hiệu suất công việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy sinh năm 1966 khăng khăng giữ quan điểm của mình và không chịu thỏa hiệp. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa sinh năm 1978 cần phải có cách xử lý vấn đề thật khéo léo để không đánh mất đi hòa khí. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, sinh năm 1990, nên chứng minh quan điểm của mình phù hợp để thuyết phục mọi người. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, sinh năm 2002, tình cảm trục trặc do sự xuất hiện của người thứ ba. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên vận trình tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay rất chi là hanh thông thuận lợi đồng thời mang cơ hội cho những cuộc hẹn hò thú vị đến với bạn trong ngày nữa ngày này đối với những cặp đôi sẽ hứa hẹn mang lại cho nhau những cảm xúc khó phai bằng những lời ngọt ngào, tình cảm. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Con đường tài lộc của bạn đang gặp được vận may, Bạn mệnh nếu như theo đuổi nghiệp làm ăn, kinh doanh buôn bán thì càng dễ phát tài phát lộc, có lượng khách hàng ổn định, thu nhập rất khả quan cho bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc không tốt cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này vì thế đừng có cố gắng làm việc quá sức hãy từ tốn làm từng việc nhỏ dù tín độ gấp rút cũng đừng có bào mòn sức khỏe của mình trong ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo những hành động này có thể làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim sinh năm 55, vận trình tình cảm thuận lợi, vợ chồng đồng lòng, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, sinh năm 67, đôi lứa ghi dấu kỷ niệm bằng những buổi hẹn hòa ngọt ngào, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, sinh năm 79, tài lộc được hanh thông, dễ phát tài phát lộc, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán có tài có lộc, khách hàng đông đảo, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc sinh năm 2003, sức khỏe không được tốt nên làm việc vừa sức. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phụ trợ tuổi Hợi, tuổi Mão tuổi Ngọ. Từ vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ năm này với bà tuổi Thân xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hỏi thân tương hại nhiều vấn đề phát sinh cùng một lúc khiến cho bạn tuổi thân chẳng kịp trở tay, bạn mệnh dễ cảm thấy bị tổn thương vì chuyện tình cảm không được như ý muốn. Bạn tuổi thân cứ ngỡ rằng mình đang sống trong hạnh phúc nhưng thực ra chỉ là đang trốn tránh việc đối diện với vấn đề mà thôi. Tất cả dường như chỉ là ảo tưởng đơn phương từ phía bạn, điều này quả là một cú sốc không hề nhỏ cho bạn. Ngày này với bạn tuổi thân, hỷ thần và tài thần ở hướng Tây Nam. Nếu như bạn thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ tình cảm thì hãy chọn đi về hướng này. Điều này sẽ mang đến cho bạn có được sự may mắn trong chuyện tình cảm của hai bạn nữa. Tuy nhiên, đó, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày của chính tài nhập mệnh, mang đến cho bạn có được tin vui về con đường tài lộc, tài vận tăng tín, bạn mệnh có nguồn thu nhập ổn định, không cần phải lo lắng gì, nhiều tới chuyện tiền bạc nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy sinh năm 2004 dễ bị tổn thương vì chuyện tình cảm không như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa sinh năm 1956 trốn tránh vấn đề không phải là cách giải quyết tốt. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ sinh năm 68 tài lộc có tin vui thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc sinh năm 80 nhiều vấn đề rắc rối phát sinh cùng một lúc từ vi tuổi nham thân thuộc kim sinh năm 92 hướng xuất hành tốt là hướng Tây Nam bạn nên chọn hướng này để có được sự may mắn trong chuyện tình cảm và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 2 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Tì. Từ vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên tài chưa chở, cho nên bạn tuổi Dậu có được rất nhiều cơ hội tốt trong ngày hôm nay. Bạn tuổi giàu, nếu muốn tìm kiếm thời cơ để tăng thêm thu nhập cho mình, thì đây là thời điểm tốt để cho bạn thực hiện. Các ý tưởng mới mẻ sẽ không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến cho bạn phải trăn trở, tìm hướng đi thích hợp. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu như bạn tuổi giàu tập trung vào công việc quan trọng và đừng có ôm đồm quá nhiều. Nếu không, bạn có thể sẽ gặp rắc rối khi mọi thứ rối tung lên và buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của người khác nữa. Bên cạnh đó, ngày thứ năm này với bạn tự giàu lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho kim vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy đào hoa đang tìm đến với bạn. Điều này vô cùng tốt cho những bạn đang còn độc thân và rất có thể sẽ nhận được lời tỏa tình từ người thầm thương trộm nhớ mình từ lâu trong ngày hôm nay nữa. Đối với những cặp đôi có thể sẽ đi đến những quyết định về lâu dài hơn trong mối quan hệ của mình, như là về chung một nhà, nếu như bạn nhận được lời đề nghị ra mắt gia đình hai bên trong ngày hôm nay thì quả thật cũng là tuyệt vời cho bạn. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, sinh năm 2005, nam cơ hội tốt đẹp để cải thiện tài vận, tăng thêm thu nhập. Tử vi tuổi Đinh Dậu Thuộc họ sinh năm 1957, nhiều việc thuận lợi đến cùng một lúc, nhưng không nên ôm đồm tất cả, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ sinh năm 69, đào hoa rực rỡ, đối với những bạn đang còn độc thân thì có cơ hội thoát ế, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc sinh năm 81, có thể nhận được lời tỏa tình trong ngày này, tử vi tuổi Quý Dậu Thuộc kim sinh năm 93, các cặp đôi có thể dẫn nhau về ra mắt hai bên gia đình. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất Xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh báo hiệu cho bạn trải qua một ngày không được may mắn cho lắm ngày này với bạn tuổi Tuất dễ vướng vào các mối các vấn đề Rắc Rối liên quan tới công việc các mối quan hệ đòi hỏi bạn cần phải có sự tập trung mới được xử lý ổn thỏa khó khăn ngập tràn có những lúc bạn tuổi tuất tưởng chừng như gục ngã bởi vô số áp lực đè nặng lên vai nhưng bạn tuổi tuất vẫn kiên cường hãy tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều mình muốn có như vậy bạn sẽ có thêm động lực để vượt qua được hết tất thảy ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khác, không có nhiều cơ hội đào hoa cho những bạn đang quản độc thân. Nếu cứ chỉ đi làm rồi về nhà mỗi ngày và đừng có lúc nào cũng viện cớ cho công việc bận rộn mà từ chối tình yêu như vậy. Người bạn dọn đến đâu đi chăng nữa cũng có thể dành chút thời gian cho người mình mong nhớ, điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc của bạn và đừng quên chăm chỉ ra ngoài để tìm kiếm cơ hội cho mình. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, sinh năm 1994, gặp rắc rối liên quan tới công việc, các mối quan hệ, từ vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, sinh năm 2006, áp lực đè nặng lên vai nhưng không gục ngã. Tử vi tuổi mậu tốt, thuộc mộc, sinh năm 2018 và 1958. Kiên cường để giải quyết mọi khó khăn. Tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, sinh năm 70, nên sinh năng ra ngoài để tìm kiếm cơ hội cho mình. Tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc Thủy, sinh năm 82, đừng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, hợi hợi tự hình. Đây là điểm báo cho bà tuổi hợi rất dễ gặp phải một số vấn đề về tâm lý do thời gian giam hạm cảm xúc của chính mình, để rồi đến khi một giới hạn nhất định những cảm xúc dồn nén đó chợt bùng nổ và khiến cho bạn bị tổn thương. Thực ra, với bà tuổi hợi cũng muốn bày tỏ và tâm sự với người nào đó cho vơi nhẹ nỗi lòng, nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai hay nên nói như thế nào để cho đối phương hiểu những điều mà bạn đang phải chịu đựng. Cũng chỉ vì bạn không muốn bị hiểu lầm là người có suy nghĩ tiêu cực suốt ngày than thân trách phận. Với bà tuổi hợi, bạn đừng tự vây hãm bản thân mình như vậy. Những người bạn bè thân thiết vẫn luôn ở bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với bạn, cũng như là cách mà bạn từng ở bên họa khi gặp khó khăn, bạn bè chân thành chính là những người có thể giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh như thế này. Ngày này, với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày của chính Quan chiếu mệnh, đây là vị thần hộ mệnh cho công việc trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Hợi, khi bạn vững vàng hơn trước những sóng gió ở phía trước, vượt qua được thử thách lần này, bạn mệnh sẽ đạt được nhiều thành công hơn hạn so với trước đây về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa sinh năm 95 cảm xúc bị kìm hãm không tìm được cách giải tỏa tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ sinh năm 2007 có tâm sự nhưng không biết chia sẻ cùng với ai tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc sinh năm 1959 đừng có một mình chịu đựng tất cả khi bạn bè sẵn sàng ở bên tử vi tuổi tân hợi sinh năm 1971 thuộc kim vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy sinh năm 1983 thách thức mang đến cho bạn cơ hội để thành công rực rỡ hơn và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi dần tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại